Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách chặn người khác gắn thẻ trên TikTok nha. Thì để chặn người khác gắn thẻ trên TikTok thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng TikTok của các bạn lên. Tiếp theo là các bạn hãy truy cập vào một hồ sơ phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha. Mình sẽ nhấn vào một hồ sơ. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào ba dấu gạch ngang ở trên phía trên bên phải màn hình điện thoại. Mình sẽ nhấn vào. Rồi mình sẽ chọn vào cài đặt và quyền riêng tư. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào quyền riêng tư nha, mình sẽ chọn vào quyền riêng tư. Rồi tiếp theo là các bạn hãy lướt xuống đến cái phần là lượt nhắc đến và lượt gắn thẻ thì các bạn hãy chọn vào. Ở đây nó có hai phần là thẻ và nhắc đến. Thẻ là chọn những người có thể gắn thẻ bạn trên video của họ. Và thứ hai là nhắc đến là chọn những người có thể nhắc đến bạn trong mô tả những dán bình luận và nhật ký của họ thì tùy theo các bạn nha. Thì ở đây ví dụ như mình không muốn mọi người gắn thẻ của mình trên video của họ thì mình sẽ nhấn vào thẻ và mình sẽ nhấn vào không ai cả. Rồi như thế này thì như vậy là không ai có thể gắn mình vào video của họ được nữa. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách chặn không cho người khác tag mình vào video trên TikTok rồi. Nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.